Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lê Ngọc Mai, nick Mai Lê, là người con gái của xứ Thanh. Hiện chị đang sinh sống tại thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, chị đã có bài thơ Ánh Sao Thành Cổ rất xúc động, được đăng trên tạp chí Văn Nghệ Bà Rịa Vũng Tàu số 181 tháng 4 năm 2023. Ban biên tập Chân Dung Bản Thơ xin gửi lời chúc mừng đến nhà thơ Mai Lê. Mời các bạn đón đọc và thưởng thức qua phần trình bày của nghệ sĩ Mạnh Hùng. Biên tập video: Ông Già Nhà Quê Trịnh Ngọc Dung. Trời Quảng Trị bớt ni như xanh hơn, lặng lẽ nghiêng mình soi dòng thạch hãn. Tiếng thì thầm đồng đội tôi tìm bạn, mày nằm đâu đêm pháo sáng rực trời. Tám mốt ngày đêm lửa đạn tơi bời, đất cày xơi thành cổ ơi đau lắm. Mày vẫn mơ ngày hòa bình cùng hẹn trên dòng sông quê, có bè bạn tuổi 20 đẹp như một bài thơ, chưa kịp viết những giấc mơ hạnh phúc. Đồng đội thả hoa nhẹ tay thôi, kẻo làm thao thức đáy sông đêm nay lấp lánh ánh sao trời. Mỗi vì sao là đồng đội của tôi, các anh nằm đây đời đời yên nghỉ. Từng ngọn cỏ cũng nặng lòng suy nghĩ, dưới lớp đất này đâu chỉ thâm máu xương. Tháng bảy tri ân lòng người sống vấn vương, sao cho vẹn tình thương người đã khuất. Trong tiếng sóng tiếng y âm của đất, vạn linh hồn vẫn nhắc nhở chúng ta. Tổ quốc hòa bình là mau là hoa, lớp lớp cháu con viết bài ca chiến thắng. Một dải non sông hòa bình đẹp lắm, cờ đỏ tung bay trong nắng ân tình. Mỗi tấc đất các anh nằm
cho Tổ quốc.